Vâng, thưa các anh chị, đến đây xong thì Tuấn có ghi rõ 9 bước cha mẹ đồng hành cùng con có bằng này việc này. Việc thứ nhất tức là tổng kết hoàn toàn bộ chương cái bài giảng này đấy. Thì một là cho con tiếp xúc hoặc thông tin với và lối sống của những người thành công. Đấy, cho con đọc những cuốn sách viết về cuộc sống của những người thành công. Thì cái này mục tiêu là giúp trẻ nhận diện cuộc sống của những người thành công để hình thành khát vọng nhằm xây dựng hình ảnh cho con. Vậy thì ở đây có mấy việc anh chị phải làm. Một là dẫn con đi gặp những người thành công, những người bạn mà thành công ấy, mà các anh chị cho rằng là những người đấy mà anh chị muốn hướng con mình tới những cái hình ảnh của những con người đấy. Thứ hai là mua sách của những người thành công về cho con đọc. Và từ đó các con nó mới hình thành ra được là ồ, người thành công như thế nào là ồ, người thành công. Nó giúp cho đứa trẻ hình dung ra toàn bộ cái lối sống của người thành công. Và như vậy nó mới hình thành một khát vọng cho trẻ. Thì cái này tạo nên cái khát vọng cho con. Sau đó thì bước thứ hai thì các anh chị thảo luận cùng con về sự được mất của thành công. Thảo luận cùng con về sự lựa chọn hình ảnh của người thành công. Ví dụ có 10 người hình ảnh đấy thì con thích hình ảnh nào, rồi xây dựng hình ảnh ước mơ cho con. Thì cái này là chúng ta xây dựng ước mơ cho con. Như vậy là chúng ta đi cho họ, cho trẻ con nó gặp rất nhiều người thành công này, cho nó đọc rất nhiều cuốn sách về người thành công này. Xong cuối cùng các con nó mới make cho mình một cái ước mơ này. À vậy thì con thích cái người này. Vậy thì cha mẹ cùng với con sẽ gì, bàn bạc và xây dựng cái hình ảnh ước mơ cho con. Sau khi xây dựng rồi thì bắt đầu chúng ta mới thảo luận cái vị trí làm việc của con trong tương lai. À vậy thì để có một cuộc sống ước mơ như thế này thì con phải làm vị trí gì, chủ tịch tập đoàn, tổng giám đốc một tập đoàn, hay là con làm giáo viên, hay là con làm chủ tịch tỉnh. À, thì bắt đầu hình dung ra các con sẽ xác định là gì ạ, nó sẽ để đạt được cái hình ảnh này thì các con phải lựa chọn vị trí làm việc cao nhất, sau này nó làm việc vị trí gì. Biết là nó từng có ước mơ cao quá cao là con sau này con sẽ làm tổng bí thư thay bác Trạng chẳng hạn, thì nó cao quá. Nhưng cái hai cha con xây sau là đã mất khoảng một tháng rồi chết dở nhé. Đấy, sau cuối cùng là gì ạ, thảo luận cùng con về nghề nghiệp trong tương lai. Vậy thì để làm được cái vị trí chủ tịch một tập đoàn chẳng hạn thì con phải học nghề gì, từ cái nghề đấy xác định trường nào và học trường trung học phổ thông nào, rồi cùng con xây dựng bản đồ phát triển cuộc đời ra dần trong phòng học, để dán trong phòng học. Vậy thì cha con cùng làm, vậy thì cha con đi cùng mất để vẽ một cái sơ đồ này, ước mơ của con này, vị trí con sẽ làm ở tuổi 40, vị trí con sẽ làm ở tuổi 30, vị trí con sẽ làm ở tuổi 20, và nghề nghiệp con sẽ chọn là gì này, con học trường nào, trường nghề nào này, rồi bây giờ con sẽ tập trung vào học cái gì để vào cái trường nghề đó này. Đấy, thì bắt đầu xây dựng toàn bộ cái nội trình đi cho con, và sau đó cùng con điều khiển cái cảm xúc của con, tức là dùng 6 cái gì ạ, cái yếu tố để điều khiển cảm xúc của con, để chúng luôn khát vọng và không bỏ cuộc nhằm hành động nỗ lực từ chính mong muốn của con. Như vậy chúng ta có 9 cái bước như vậy. 8 cái bước đầu là cha mẹ với con cái cùng làm, đến bước thứ 9 thì là gì ạ, các chị dùng cái kỹ năng đó để liên tục thúc cho con cái động lực và nhắc cho con nhớ về cái ước mơ khát vọng để chúng đi. Và đây cũng là cái cách mà Tuấn thường đồng hành cùng con, và cho đến thời điểm này thì là nó rất là ổn, nó rất là ổn, và gần như con cái của Tuấn chúng tự là chúng tự xây ước mơ cho mình, chúng tự nỗ lực từ chính từ trong tâm của mình chứ không phải bất cứ một sự ép buộc nào cả, và trong gia đình toàn tiếng cười chứ không bao giờ chỉ trích và căng thẳng. Thì thưa các anh chị, đấy là toàn bộ những cái chia sẻ của Tuấn bằng cái kinh nghiệm. Thế thì ở đây có thêm một cái thông tin nữa là các anh chị đang có con học cấp 2 mà muốn tìm hiểu cho con học cấp 3 thì hiện nay trường trung học phổ thông CEO Việt Nam cũng đã ra đời và đi theo cái triết lý là xây dựng toàn bộ cái lộ trình ước mơ cho con từ cấp 3 cho đến vào trường nghề để trở thành doanh nhân, rồi đến lúc ra trường khởi nghiệp thế nào, rồi cho đến cái lúc vận hành trong khởi nghiệp thì cần đầu tư vốn thế nào, thì tôi đang bắt được toàn bộ xây dựng được toàn bộ cái lộ trình cho một đứa trẻ. Và khi một đứa trẻ ném vào trường trung học phổ thông Tuấn thì Tuấn sẽ lo được toàn bộ cái tương lai cho chúng theo đúng cái bản đồ ước mơ của chúng vẽ ra. Mình sẽ là người đồng hành cùng, rồi tạo nguồn lực cùng để cho đứa trẻ nó thành công. Và đó cũng là một cái sứ mệnh mà Tuấn rất là khát vọng muốn tạo ra một thế hệ trẻ của người Việt Nam là trí tuệ, thành công và hạnh phúc, và khát vọng vì một cái quốc gia
tự hào của quốc gia Việt Nam thịnh vượng thì nó là cái khát vọng. Thì các anh chị muốn tìm hiểu thêm cụ thể về trường Trung học phổ thông siêu Việt Nam như thế nào thì các anh chị có thể xem những cái video tiếp theo hoặc lên mạng tìm hiểu. Thì thay mặt cho tập đoàn siêu Việt Nam và cá nhân Tuấn đã chia sẻ chương trình này, thì chúc cho các anh chị có một gia đình hạnh phúc, an lạc, các cháu thành công, trí tuệ và hạnh phúc. Và xin cảm ơn các anh chị đã đồng hành cùng Tuấn trong chương trình này. Xin trân trọng cảm ơn.